anh chị đã sẵn sàng và đây là câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi này sẽ dành cho anh đi. Anh. Vâng. Mời. Câu hỏi như sau. Nếu giả sử anh bị đi cách ly trong mùa dịch này, anh sẽ chọn đi cách ly cùng ai? Phương án A, cùng vợ. Phương án B. B. Tôi chọn B luôn. Chọn B luôn. Không có đắn đo gì cả, không có gì cả. B. Tôi chọn B. Thế nhưng mà nó còn CD cũng được, miễn là không phải phương án A là được. Ông làm sao đấy à? Cái gì? Không đi cách ly với tôi mà ông đi cách ly với con nào tên là B hả? Khổ quá, tôi đi cách ly thì bà phải ở nhà trông nhà trông con chứ, cứ để một mình tôi đi thôi. Xin chúc mừng anh. Xin chúc mừng anh. Anh đã có câu trả lời hoàn toàn chính xác. Đáp án của anh theo thống kê gần đây nhất của chúng tôi, câu trả lời của anh giống với 99% những đàn ông còn lại. Hay quá. Và bây giờ anh sẽ nhận được 1.000.000 tiền thưởng từ câu đầu tiên của chương trình. Tiền thứ thấp thật luôn. Nhìn cái gì đấy chú? Tôi đã cầm. Tôi cầm chứ. Chơi tiếp nào. Vượt qua câu hỏi số 1, chúng ta đến với câu hỏi số 2. Sẵn sàng. Câu hỏi này xin được dành cho chị. Tôi ạ. Vâng ạ. Dạ vâng ạ. Câu hỏi như sau. Ở nơi nào phụ nữ thường nói xấu chồng nhiều nhất? Ai xin có ý kiến? Riêng về vấn đề này thì có khi anh xin các chú phải đổi câu hỏi đi. Bởi vì là vợ anh không bao giờ nói xấu anh. Nếu như anh chị không sẵn sàng thì vâng thưa quý vị, chúng ta sẽ đóng game tại đây. Chơi tiếp không ạ? Vâng. Tôi xin nhắc lại câu hỏi. Ở nơi nào phụ nữ thường nói xấu chồng nhiều nhất? Dạ. A. Trong nhà vệ sinh. B. Trong nhật ký. C. Ngoài chợ. Và D. Mạng xã hội. Anh chị có 30 giây để suy nghĩ và trả lời câu hỏi. Anh chị còn 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Ôi chú ơi, mạng xã hội. Và chương trình chúng tôi cần kiểm chứng. Kiểm chứng ạ? Vâng. 5, 4, 3, 2, 1. Đây. Chúng tôi xin được kiểm chứng. Hội nói xấu chồng này. Fan cứng của group chửi cả họ nhà chồng này. Ui giời ơi, những phụ nữ ghét chồng có cái mũi to này. Ui giời. Sao chị lại là member của nhiều group hay thế này ạ? Đẹp mặt chưa? Thế mà bảo là yêu thương chồng lắm. Bây giờ thì thế nào? Hả? Xin chúc mừng chị, xin chúc mừng chị đã giành được 2.000.000 của chương trình Tiền Tươi Thóc Thật. Tiền tươi thóc thà, tiền vào túi, bỏ tiền vào túi. Chơi tiếp đi các chú, chơi tiếp đi các chú. Vâng, thưa quý vị. Chúng ta sẽ đến với ít phút quảng cáo. Đừng thoát live stream, chúng tôi sẽ trở lại ngay. Chần chừ gì mà không dùng thuốc. Thuốc sẽ giúp tăng cường sinh lực. Hey! Vợ yêu, vợ thương sẽ không sợ hết tiền. Tóm lại là thuốc gì? Úi cha cha! Thực phẩm bảo vệ sức khỏe của đàn ông chúng mình. 10 triệu 3 4 lọ. Ôi trời ơi! Đắt thế! Thì 10 lọ 3 4 triệu. 10 lọ là 3 4 triệu. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không dùng cho phụ nữ có thai, người là bà bầu và trẻ em đang cho con bú. Bây giờ chỉ còn một chai tăng lực duy nhất. Một chai tăng lực duy nhất, anh chị có mua không? Anh chị có mua không lần thứ nhất, anh chị có mua không lần thứ hai? Giá bao nhiêu? 5 triệu một lọ, 5 triệu một lọ lần thứ nhất. 5 triệu một lọ lần thứ hai. Để anh hỏi ý kiến vợ đã. Anh chị không có thời gian đâu, anh chị không có thời gian đâu, anh chị không có thời gian đâu. Alo, chốt nhá. Anh chị đã hết cơ hội mua chai thuốc này. Chưa hỏi xong vợ đã bán rồi à? Chú ơi, mày có mấy giây mà? Có người ở tỉnh khác đặt rồi. Ôi giời ơi. Ôi. Thế tôi đã bảo bà rồi. Thuốc tốt như thế này, nhiều người mua chứ này. Thế bây giờ mình phải mua nhanh chứ. 5 triệu một lọ thì phải để người ta nghĩ chứ chú đi. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Chào mừng anh chị đã đến với câu hỏi số 3. Anh chị đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi. Và ngay sau đây sẽ là một câu hỏi để được dành cho anh. Tôi à? Vâng. À. Câu hỏi như sau. Đàn ông thường giấu quy đen ở đâu? Hay quá. Trong ổ đáp điện. B. Trong lavabo dần nước bồn cầu. C. Dưới đáy bát hương. D. Dưới đế giày. Chọn luôn nhá. Dưới đế giày là chắc chắn. Ấy mày quá, hôm nay có các chú đến nên nó mới lộ ra chú ạ. Chứ còn mấy chục năm nay chứ không biết chồng tôi nó giấu gì ở đó. Không có gì, không có gì.
Không có gì. Chờ vòng nó chặt chân ngay bây giờ. Cái chú xem. Không có gì đâu. À không có gì. Ôi nhờ sao không có gì nhỉ? Không có gì. Đây. Sao tiền nó lại ở trong đế giày này nhỉ? Hiểu sao tiền nó lại ở trong này nhỉ? Ấy trời ơi, các chú thấy không ạ? À, tôi nghĩ rồi. Cái này không phải giày của tôi. Giày của ai? Giày này là giày của thằng Lý Tuyết. Sao ông điêu thế nhỉ? Tôi thề đọc này. Rồi. Xin chúc mừng anh chị. Chúc mừng anh chị vượt qua câu hỏi số 3 để giành phần thưởng là có tiền. 3 triệu đồng. Ô, cảm ơn nhé. Vâng, thưa quý vị, và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với ít phút quảng cáo. Uống loài gì mà làm đàn bà điên điên say say đến thế, cứ xoa vui vui khắp nơi. Bôi cho mình được rồi thì lại cầm và đi bôi lung tung. Bôi lung tung linh tinh hết cả lên. Thuốc loại gì? Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không sử dụng cho phụ nữ có thai, người là bào và bà già đang cho con bú. À, chứ bây giờ thì anh hỏi là cái thuốc này dùng cho phái nào? À, cái thuốc này là ôi rồi ôi, thực phẩm bảo vệ sức khỏe của chị em chúng mình. 10 triệu 3-4 lọ. 10 lọ 3-4 triệu. Anh chú ơi, tôi mua luôn anh chú ơi. Một lọ duy nhất. Lọ này được có giá là 4 triệu. 4 triệu à? Tôi mua luôn, tôi không phải các chú bán mất. Nên nó mua luôn. Ôi rồi ôi, ok. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Đến với câu hỏi số 4. Nếu trả lời được câu hỏi này, anh chị sẽ có cơ hội giành 5 triệu đồng. Wow. Hay quá. Anh chị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Tên anh là gì? Phẩm. Tên vợ anh. Dung. Tên bố anh. Long. Tên mẹ anh. Lê. Tên bố vợ. Quảng. Tên người yêu anh. Thơ. Ôi trời ơi, chúc mừng anh chị, đã đạt được giải thưởng của chúng tôi. Nghiêm. Ban tổ chức chương trình chúng tôi xin được chia buồn với con mắt của anh nhà. Mắt là cửa sổ tâm hồn, mất đi một mắt nửa hồn thương đau. Xin được gửi đến gia đình anh chị 5 triệu. Khoan, để nhận được 5 triệu đồng tiền thưởng của chương trình, chị hoặc anh vui lòng chia sẻ đường link của chúng tôi và tag 5 người bạn thân nhất. Ôi chị làm luôn, tưởng chứ gì. Nhanh đi chị. Xong rồi. Quá đơn giản, Vâng. Thưa gia đình, trong lúc live stream bối rối, có điều gì sơ suất xin gia đình lượng thứ. Xin gửi đến anh chị 5 triệu đồng. Ừ, tôi sẽ chị ông no. Chị bay đi đâu về đâu. Úi giời, chơi một tí được tiền đó. Đấy, thấy chưa, mình thấy không? À. May lọc không? Lọc. Đấy, vừa có tiền nhá. À. Vừa mình nhận được lọc lọ thuốc này nhá. Quá lọc còn gì nữa. Đi lọc. Lọc nhưng mà còn cái con thơ ấy. Con thơ là con nào? Khổ quá, thôi bỏ qua đi. Nhỡ mồm nó cài mình thôi. Nó đang hỏi, tưởng nó hỏi là bạn mình tên là gì, ai ngờ nó lại cài người yêu tên là gì. Mình lại không nghe rõ thì mình buột mồm ra. Ôi, chị đây. Em vừa chuyển cho chị 50 triệu rồi đấy nhá. 50 triệu nào? Chị vừa nhắn trên Facebook bảo chị cần tiền ngay, gấp 50 triệu em chuyển khoản vào tài khoản rồi đấy. Ôi thằng này, mày điên à? Chị mà chờ mày chuyển tiền thì chị mày phải gọi điện chứ, tao nhắn ở trên Facebook làm cái gì? Rõ ràng chị nhắn chị bảo tài khoản này em chuyển vào tài khoản đúng tài khoản này rồi làm gì? Đâu? Đấy, tài khoản nào? Em chụp ảnh gửi cho chị này. Ôi trời chết rồi ông ơi, nó gửi thật này. Thế là lý do làm sao? Là bị lừa rồi